Và hãy xin chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Gạch đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách map của các bạn fan. Và trước tiên vào video, các bạn đừng quên cho mình một like và cũng như là ấn đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh khi mình ra video là sẽ thông báo cho các bạn. Và các bạn đừng quên chia sẻ video này lên cộng đồng mạng như là Facebook. Và các bạn đừng quên là click vào bảng cáo và xem hết bảng cáo để ủng hộ mình nha, để mình có thu nhập hàng tháng và làm video cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình sẽ vào map luôn. Ok, map hôm nay tiếp tục là map của bạn PC mình nha các bạn. Ok, thì hôm nay thì bạn PC mình có góp ý với lại bạn của bạn đó để làm map cho mình. Và mình sẽ đọc câu chuyện bạn sống quá thức đức quá. Ô, mình đâu có làm gì ác đâu trời, mình vẫn ra video thường xuyên với bạn coi mà, chỉ là tháng này mình không có live stream để các bạn coi thôi chứ. Mình hứa là tháng sau là mình là sẽ live stream với bạn coi mà. Thức đức bỏ bạn bè mà chạy với chiến lợi phẩm, vì thế bạn đã bị ung thư chết tại chỗ. Hãy thoát phải cả ung thư chết tại chỗ chứ, hãy thoát khỏi 8 tầng địa ngục để đầu thai. Wow, ghê vãi, tự nhiên đâu xuống 8 tầng địa ngục trời. PC Minh và Ni Fon lục map như mọi khi cắm F5. Ôi, lần này cắm F5. Các bạn biết tại sao cắm F5 không? Các bạn nhớ lần trước cái đoạn tàu không, mình F5 để mình nhìn xuyên qua đó, nên là bạn đã kiểu không muốn vậy rồi. Phần 5 người là map PC Fon đây, bạn của bạn PC Minh đó các bạn. Thì map này không phải map vượt ngục nữa, đây là map kiểu trốn khỏi địa ngục các bạn. Đây PC Minh Fon này. Ok, mình sẽ start. Còn một đây là phải là nút chôn. Tăng 1 ba cu, vãi cả ba cu. Vãi cả ba cu. Ok, chịu. Rồi, trời ơi, đi trốn khỏi địa ngục cũng phải ba cu nữa các bạn à. Mình gọi là bắt kho quen rồi, còn mấy bạn này gọi là bắt khu. Đấy, lần này mình vẫn để xe đơ các bạn. Thì có vài bạn kêu là anh ơi tắt xe đơ đi, nhìn nó lắc. Thì cũng có vài bạn kêu là để xe đơ cho nó đẹp. Thì mình nghĩ là mình sẽ để xe đơ lắc một tí, các bạn thông cảm đi. Khi nào mình có PC ngon á, PC ngon là chơi xe đơ này hả, bình thường. Còn xe đơ này mà chơi PC cũng cũ của mình như PC này á thì nó lắc là đúng rồi. Đấy, mình sẽ bắt kho nha. Rồi, ok, qua bên đây. Đấy, shader nhìn vào nó đẹp đúng các bạn, phát sáng là đẹp luôn. Rồi, qua đây. Rồi, thẳng. Ôi, ôi cái gì vậy? Ôi, anh ý. What? Mình không hiểu chuyện gì xảy ra khi mà mình nhảy vào đây. Tại vì trong đây mình nghĩ là đó là một cái bẫy chôn các bạn à. Thôi, tiếp tục bên đây đi. Ui, đấy, đây là block màn hình. Ui, mình đang game mất không? Ngon, rồi. Tại vì bạn này bảo là để bình thường đúng không? Không có chỉnh gì. Ui, là xong rồi. Thôi, mình game mất 2 lại đi các bạn. Game mất 0 hình như hơi bị ăn gian hay sao đó các bạn à. Đấy, đây là mình game mất 2 á. Đấy, rồi, qua đây, ngon. Qua đây. Ơi, trời ơi, sao mà dễ rơi vậy trời. Hi. Đấy, rồi, ok. Ôi, chỗ đây là một cái chỗ rơi này các bạn. Để mình nhảy thử nè. Ui. Ơi, cho qua đỏ cũng hơi bị khó đó các bạn à. Trời ơi, cái block màn hình nó chặn chỗ đó, sao mình qua cái cửa đây. Ơi, hơi khó rồi. Mình phát hiện là trên đầu mình có một cái bậc thang các bạn à. Nhìn nó nguy hiểm vãi ra luôn. Ok, thì mình sẽ tiếp tục nhảy qua đây. Hí. Ui. Trời ơi, khó vậy trời. Mình thề luôn, ghét quá đi. Yes, ok rồi các bạn. Lần này chôn nó đi. Ai, thoát được cái cảnh bắt kho các bạn. Trời ơi, mình ghét nhất là bắt kho mà các bạn cứ làm map bắt kho với mình. Bắt kho dễ thôi, bắt kho khó quá, mình chơi mình cay lắm các bạn à. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây có cái cửa. Gì vậy? Ui cái gì? Quát. À, cái gì mà một hàng loạt đẩy mình chơi. Không hiểu gì luôn. Wow, cánh cửa đó, cánh cửa chôn các bạn. Đây rồi, ok. Đâu rồi. Ấy, sao qua không được? À đây. Đây là cánh cửa chôn các bạn. Wow, thật là kinh khủng khi mà mình bước vào. Các bạn muốn coi lại lần nữa không? Thôi khỏi đi, mình sợ rồi. Mình sợ cánh cửa đây rồi. Cánh cửa này thôi, nhìn nó nguy hiểm vãi. Đây, đâu, để xem. Ôi, sao mà bắt kho được? Trời ơi, có thánh mới bắt kho được đó. Cánh cửa này đi. Cái này mở không được trời. Ôi, không mở được các bạn à. Làm sao để mở cánh cửa này ta? Mình nghĩ là không được rồi. Hay là do bạn này, để mình thử game mất không, để mình đập cái lá thử. Sao lại để cái như thế này, game mất 2 mình sao mình đập được đây? Rồi, ok. Game mất 2 lại nè, rồi. Đây, mở cửa ra. Như vậy mới vào được chứ. Ôi, mê cung à. Ui. Mình ghét nhất là mê cung đó các bạn, chóng mặt lắm luôn. Ôi, vậy là không có rồi. Vậy là chỉ là một cái mê cung bình thường thôi các bạn à. Đấy,
là map mình nói nha, chỗ này bị lỗi nha, là bạn bạn để hết mấy cái lá rồi sao mình mở cửa được đúng không các bạn? Vậy là cánh cửa này đúng ha. Ôi nhưng mà sao bắt kho đây, thử nhảy. Ôi lava chính giữa có cái gì kìa các bạn. Ô bê ơi vãi thật, thì ra là chôn thôi các bạn à, để như vậy chứ ở dưới nó có block màn hình nó chặn lại hết rồi. Ai, cuối cùng qua được level 2, tầng 3 căn phòng địa ngục. Căn phòng địa ngục các bạn, căn phòng địa ngục. Ok. Căn phòng địa ngục có cái gì đây? Mình nghĩ là bắt kho lên đây đúng không? Rồi, ở đây có một cái bàn chế tạo nè. Vậy là chúng ta sẽ phải bắt kho lên đây các bạn. Đấy, rồi ok lên đây. Ôi, mình cứ tưởng không bị cháy bởi cái block này chứ. Mình rất là ghét bắt kho như thế này luôn các bạn. Rất là ghét. Đấy, nó cứ bụi rơi không à. Rất là bực luôn. Ôi. Rồi là cái cây này. Ôi, chả có gì vậy. Mình thêm xếp đây á các bạn, cho nó sáng một tí. Rồi nói chung là bắt kho lên đây thì chả có cái gì luôn các bạn à. Ủa vậy là chôn hả? What? Vậy là cái gì để mình qua đoạn đây? Lá cờ địa ngục nè. Ở đây cũng có nè. Cái nút có không đây không? Không. Hay là dưới dung nham ta. Ui không có rồi. Thôi rồi. Không có hả? Vậy là ở đâu ta? Còn một cái hố dung nham ở đây, thử nghiệm cái đó. Ôi xuống được nè. Ôi thấy rồi, ngon. Đây nhé các bạn. Đó, ok. Xuống nước nè. Ở đây có một cái cửa sập các bạn. Ui. Có một cái cửa sập thôi, không có gì đâu. Ở đây có gì đây? Một cái căn phòng. Ui tại sao lại không có gì ta? Thường thường thì mở cửa như thế này đúng không? Đấy. Nó sẽ có một cái nút nhưng mà bạn này không có làm như vậy. Chỉ là để chơi thôi. Cái gì vậy trời? Lại là mấy cung à. Ồ, mấy cung rồi. Ôi, có cửa sập. Oh yeah. Mình đã thấy cái gì rồi nha. Khoan, cái chỗ đó tao ta. Đây nha các bạn. Ở dưới có nước. Đó, ngon. Ôi, sao dễ vậy ta. Ôi, vãi thật. Qua level 4 dễ dàng luôn các bạn. Ok. Vòng này vòng gì đây? Tiêu diệt quái vật đúng không? Mình sẽ để chế độ bình thường nè. Và ở dưới này có gì không? Quỷ sập. Vãi cả sa tăng NK các bạn. Vãi. Ờ cái gì à? Trứng rồng. Xương có thể đổi ra kim cương. Kim cương có thể đổi ra bàn đạp. Bàn đạp có thể đặt ở đây. À hiểu rồi các bạn. Vậy là mình lấy cái rương này. Mình lấy đồ ở đây. Gì ghê vãi. Tầng 2, 3 cánh cửa. Các bạn nghe tiếng gì không? Âm thanh địa ngục các bạn. Ghê vãi luôn. Ok mình sẽ. Ôi cái quần đáng ghét. Đây mặc cái giày vào. Rồi mình sẽ spawn quái xương ra để mình lấy cái xương của nó. 16 xương đó các bạn. Đánh cái gì? Tao đang mặc giáp mạnh mà mày đánh tao sao được. Đấy. Mày. Ngon. Rồi tiếp tục. Mày. Ôi mình sắp chết rồi. Ăn táo, ăn thịt đi. Ăn táo nó phí được sao đó các bạn. Nó hồi máu thì ngon thiệt nhưng mà mình thấy nó phí lắm. Táo của heo bay cũng vậy, cho mình cũng ít ăn lắm, mình để dành mà khi nào mà kiểu cái nào mà nguy hiểm hay gì đó mình mới ăn vào. Còn mấy cái thử thách bình thường này thôi, easy game mà đúng không các bạn, game là dễ. Chỉ có mấy cái bắt kho mà hợp school hay gì đó, mình thề nó rất là khó luôn. Ôi. Đủ cho ta, 16 luôn các bạn à, mình phải farm thêm. Sao không cho mình cái khiên trời. Bộ xương phiên bản này nó bắn nhanh nhẹn nha các bạn, nên là các bạn phải cần cái khiên để chống đỡ. Mình nghe tiếng đập đồ của thợ rèn các bạn à. Vãi vậy là gần đây có văn làng đông ra vậy trời. Các bạn biết ông văn làng thợ rèn không? Đấy, khi mà mình cài mod âm thanh này vào mà đứng gần ổng á, nó sẽ có âm thanh rèn của ổng. Và ok, như các bạn biết thì bên Captain á, cái kênh mà mình làm game á các bạn, mình sẽ chuẩn bị ra một cái game. Trời ơi nó bắn mình nãy giờ này. Mình sẽ chuẩn bị ra một cái game mới, nó kiểu game nha, giải trí đó các bạn. Các bạn nhớ và bên Captain ấn đăng ký và ấn vào cái chuông để mình theo dõi mình nha. Mình sẽ ra video kênh đó thường xuyên. Còn nếu mà mình không rảnh thì mình sẽ không ra, mà mình rảnh thì mình sẽ ra kênh đó thêm cho các bạn coi game khác ngoài Minecraft. Nếu các bạn thích Captain nha các bạn, hoặc là các bạn ghi Captain là sẽ ra mình thôi à. Đấy, Captain nhá, TANH. Đói, quyền, đói, Captain chứ không phải là Captain tiếng Anh. Ui nãy giờ mình lố các bạn. Ok.
một cục kim cương rồi. Mình sẽ đổi ra một cái bàn đạp. Đấy. Ôi ôi ôi. Chết cha rồi. Nó rơi xuống đây rồi. Holy shit. Không thể tin được luôn. Thì ra dưới đây là ông quỷ Satan các bạn à. Trời ơi là trời. Nó cái block ra kia nó che lại mình không thấy ổng luôn á. Rồi ok, mình sẽ qua vòng nha các bạn. Không ngờ luôn. Rồi mình sẽ game mắt 2 đây nè. Đấy. With school bot. Trời ơi là trời, lại là leo lên mấy cái cục block này hết trời. Mà ghét luôn các bạn à. Bỏ giáp đi. Đấy rồi. Ôi ôi, đấy các bạn thấy chưa, mình rất là gà mấy cái này. Mà các bạn đã, mình đã nói rồi, các bạn đừng có làm kiểu block school school hợp school cơ này. Su cơ chứ trời. Mình đọc hợp school vậy à, su cơ mà mình đọc hợp school các bạn. Mình đọc quen rồi nên là các bạn thông cảm nha. Ui, đấy các bạn, mình rất là gà nhảy cái này nhưng mà các bạn làm mấy cái này nữa thôi, bỏ game cho rồi. Hí, đấy. Hí, đó. Hí, đó. Hí. Ơ, sắp qua được rồi, còn một lóc nữa à. Lại một lần nữa nè. Trời ơi, khó vậy trời. Đấy các bạn thấy chưa, mình đã rất là ghét chơi cái này. Ghét chơi cái hộp sugar này mà các bạn làm map còn để cái này nữa. Ôi, ôi trời, không keep inventory mình. Ôi vãi. Không spam boy, không keep inventory luôn trời. Lại đi. Đấy, qua đây. Trời ơi, sao cái chỗ đó mình bấm nó không ăn ra. Huy. Ôi. 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 Này. Ơ. Mình thề với các bạn là mình qua không được luôn. Trời ơi, mình phải skip cái đoạn này thôi. Tại hồi nãy mình có lên được tới đây rồi các bạn. Nếu mà chỉ cần cố gắng nhảy vào một block bên đó thôi là mình sẽ qua được cái chỗ này. Ok, và nói chung là cũng gần hoàn thành rồi nên là mình skip qua để nó tốn thời gian đó các bạn. Mình thề với các bạn là cái vòng sugar đó mình có thể qua được nha các bạn. Chỉ là nó hơi tốn thời gian nên mình skip qua thôi. Sao lại mưa trời, đang chơi hấp dẫn mà. Ôi, tao bạn của mình lỡ băng rồi. Mình không biết có vòng nào mà giết với vật nó hay không mình mà mình quăng đồ hết rồi. Ơi. Cái gì vậy? 5.000 đô. Ui. Ủa cái vui gì? Ui. Trời ơi trời, sao mà cái bức ảnh này nó chôn hoài vậy ta? Nãy giờ 2 lần rồi các bạn à, thấy cái rương rồi. Nhưng mà mình mở không được các bạn à, ở trên nó có piston nó chặn lại rồi. Ở đây có gì đây? Một cái lò nung. Lò nung thịt thỏ chín nè. Ở đây có đĩa nhạc, mở lên xem. Không được cái gì hết luôn. Vậy là mấy cái hộp nhạc này không có gì các bạn. Nhiều khi mấy bạn này làm map mà để hộp nhạc làm cái kiểu cơ mặt đó các bạn nên là cũng nghi nghi. Nghĩa là chỉ còn dưới lava thôi. Để mình xem thử. Ui, thấy cái cửa sập rồi các bạn à. Nghe tiếng cửa sập rồi. Đây. Ôi không phải cái rương. Xô nước hả? Xô nước vậy là mình bỏ cái xô nước vào cái vạc này đúng không? Trời ơi, bớt cháy đi. Đấy. Nó hiện redstone rồi kìa. Hình như là cái redstone bên đây các bạn. Mình thấy nó nhá đèn bên đây nè. Đấy, để xem. Ôi không phải, không phải cái chỗ này rồi. Vậy là chỗ nào ta? Ui, có con slime kìa. Để mình xem thử còn cái gì ở dưới lava này không. Ở đây, không có luôn. Còn chỗ nào nữa ta, bên đây. À, mình thử án vào mấy cái này nó coi thử nó có cửa sập không. Ui, có nè. Hay vãi luôn. Ôi. Holy shit, lại bị chôn nữa các bạn. Ơi. Ôi còn nha, đừng cái lần này chôn nữa nha. Ôi lần này có rương thiệt. Ô, mắc luôn rồi. Ôi vẫn còn hơn. Netherrack là cái cục này nè các bạn. Làm sao ta. Ui, khoan. Cái cục này nó nhanh quá. Ôi nhanh vãi luôn. Đấy rồi ok, mình sẽ đặt lên đây đúng không. Đó. Ấy, lần nãy mở cái tôn chỗ cái rương này. Đó, ok, bây giờ có thể đặt lên khối sắt các bạn. Là cái khối này. Rồi, ok, mình sẽ qua. Ôi, cuối cùng cũng win map các bạn. Sau bao nhiêu thời gian dài chơi cái map này thì map này hơi bị dài đó các bạn. Tại vì lần trước mình có dặn bạn Wisimin là map dài một tí. Chắc là lần này kết hợp với bạn của bạn đó là làm dài lên. Đây, sẽ thêm set ra đây các bạn, ánh sáng và lên. Wow, cầu thang thì
Ui, tí nữa là chết rồi. Cầu thang thiên đường, chờ tôi. À, cuối cùng cũng thắng rồi. This is great. Ôi, sắp lên thiên đường luôn á. Lần này mình phải cẩn thận hơn các bạn à. Trời ơi, mấy cái bậc thang này cũng nó chôn á. Đây, 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 các bạn thấy chưa? Có vết bể ở bên đây này. Khoan, khoan, tới đây, tới đây, tới đây. Tới đây đặc biệt là chúng ta sẽ kiếm. Đây có block tàng hình nè. Đó, ok. Đừng, 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 đừng. Cộng ông, cộng ông. Gần lên rồi. Yay. Ok, mình đã win map rồi các bạn. Ủa, sao không thấy gì trời? You, you, you đây. You were. Để mình xem set này lại các bạn. Tại vì xem set đây thì không thấy gì hết. Cái gì vậy trời? Ủa, mình xem set này mà mình cũng bị chết nữa các bạn. What? Cái game bực thiệt. Hey, cuối cùng cũng thắng trọn vẹn rồi các bạn. You die mà chả có cái gì gọi là die. Vãi thật. Đây, gợi ý. Tìm cái nút. Tìm cái nút, cái rương có gì đâu. Ồ, vậy là you win rồi đúng không? Sao chỗ đây lại có một cái dấu ta? You thôi các bạn, chữ you thôi, chứ có chữ win. Ngồi trên cái này được không? Ngồi được nè, nhưng mà nó không có gì hết luôn. À, dưới đây nè các bạn. Ok, you win. Rồi, có kim cương rồi, ngon. Đấy, lấy hết kim cương luôn chứ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Đừng quên cho mình một like và cũng như là ấn đăng ký kênh nha. Và các bạn đừng quên gửi map cho mình chơi nha. Và cảm ơn bạn PC Minh và bạn gì đó của bạn PC Minh đó đã gửi cho mình thử thách. Và mình đã hoàn thành thử thách của các bạn rồi. Chỉ là chỗ cái hộp sugar á, mình có hơi ăn gian là mình qua vòng cho nó lẹ. Chứ cái vòng đó mình qua cũng được mà, đúng không các bạn? Các bạn cũng thấy mà, mình nhảy tới cái chỗ kia rồi. Chỉ cần một chút nữa là mình sẽ qua thôi. Ok, bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành.